Trước hết, cô và Toleha sẽ giúp các con ôn luyện về báo cáo. Có hai phần là phần chúng ta nói và phần chúng ta viết. Con có thể không trong vai trò của người được báo cáo, ví dụ như là lớp trưởng hoặc tổ trưởng, nhưng con cũng phải nắm được quy trình này để theo dõi bạn khi báo cáo có hợp lý không. Con cũng có thể xin thử vai đó để con có thể thể hiện cách báo cáo. Con cũng có thể tập nói ở nhà để làm quen với cách mà con báo cáo. Nào, chúng mình sẽ cùng đi vào phần thứ nhất, đó là phần luyện về báo cáo. Chúng ta sẽ ôn lại cấu tạo của bản báo cáo. Với một bản báo cáo, ví dụ như là báo cáo thi đua trong chủ điểm noi gương chú bộ đội. Đây là chủ điểm thường có ở tháng 12. Đầu tiên, các bạn sẽ có lời thưa gửi. Thưa các bạn, tôi xin báo cáo các kết quả thi đua của lớp ta trong tháng thi đua noi gương chú bộ đội vừa qua. Đây chính là phần mở đầu, phần giới thiệu đầu. Sau đó, con sẽ đưa thứ tự các mặt cần nhận xét. Con sẽ nhận xét lần lượt. Trước hết, nhận xét về phần học tập. Ở phần học tập, con có thể đưa ra những lời nhận xét. Ví dụ, phần đông các bạn đi học đúng giờ, học bài và làm bài đầy đủ, ý thức, kỷ luật tốt, nhưng còn hai bạn nói chuyện riêng trong giờ học. Cả lớp đạt 55 điểm giỏi, 90 điểm khá và không có điểm kém. Như vậy, ở phần này, tùy theo tình hình của tổ con hoặc lớp con để con đưa ra báo cáo, bao gồm cả phần tốt và những phần con cần nhắc nhở, điều chỉnh cho đợt thi đua tiếp theo.